Xin chào các bạn đến với Săn Sale và Đánh Giá. Tiếp tục là một cái điện thoại rất độc lạ đến từ nhà Unihurt. Em này có tên là Unihurt Luna các bạn nha. Và nhìn qua này, các bạn thấy nó có giống sản phẩm của Nothing Phone không? Nothing Phone 1 từ. Mình điều chỉnh lại một chút về cái phần đèn LED để các bạn thấy này. Em này được cái điểm nổi bật ấy là cái cụm đèn LED này thôi. Các bạn có thể setting trong này nha. Và có thể RAM DOOM các thứ này. Cái độ sáng đèn LED thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Đấy, đây mình điều chỉnh các bạn xem này. Hiện tại với kênh Săn Sale và Đánh Giá đã có hai cái kênh. Một là kênh TikTok có tên là Săn Sale và Đánh Giá này, và rất mong các bạn có thể là follow kênh đó để mình sớm đạt 1000 sub nha. Và cái kênh thứ hai là kênh Shopee có tên là Săn Sale và Đánh Giá Store. Cái kênh này thì mình sẽ chuyên bán phụ kiện, cái kênh TikTok cũng thế thôi, từ sảng sò lạnh, miếng dán cường lực vân vân mây, mức giá nó rẻ nhất. Đây anh em ơi, đó, mình tăng này, giảm này, tăng này, giảm này, và sẽ có rất nhiều cái dải màu sắc để các bạn tùy chỉnh này. Có đâu đấy khoảng 6 cái dải màu sắc mặc định và thêm cái màu RAM DOOM, và các bạn có thể thêm cái màu sắc mà tùy theo sở thích của bạn nha. Đấy, ví dụ là mình chọn cái màu pattern 4 đi, nó sẽ hiện theo kiểu màu vàng xanh này, khá là nổi bật đúng không? Hay là pattern 5 chúng ta sẽ có màu xanh dương. Ngoài ra các bạn có thể xem qua một chút về thiết kế trên sản phẩm này, nói chung là nó dày lắm anh em ạ. Đây nhá, iPhone 13 Pro Max nếu mình so sánh cái độ dày này thì em thấy cái con Luna này nó dày cỡ nào đúng không? Cái mặt lưng này thì mình không biết là chính xác nó có phải mặt lưng kính không nha. Sờ thì khá là cứng. Cái khung này là khung kim loại các bạn nha. Đây là những cái góc cạnh trên sản phẩm này. Có cái giặc cắm 3.5 cho là cả hồng ngoại đây. Đây có lẽ là cái sản phẩm nổi bật nhất trong sự kiện MWC 2023. Em này chạy con chip là Hero G99, sống với lại con tăng 2 anh em nha. Và các bạn có thể xem qua một vài cái thông tin của máy. Hiện tại thì chỉ chạy cái phiên bản Android 12 thôi các bạn. Bộ nhớ RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 256. Với cái tựa game Liên Quân thì mình cũng chơi rồi, mượt mà thì cũng có thôi, nhưng mà đôi khi vẫn giật lag tí nha. Còn tựa game thứ hai là COD thì mình sẽ test luôn cho các bạn trong video ngày hôm nay. Đã vào COD anh em ơi, đón luôn, hiện tại còn 86% pin. Về cái mức setting đồ họa này, để mình xem nào. Để mức đồ họa tối đa được là trung bình và cao các bạn nha. Cũng không bật được một vài cái tính năng khác lên, khởi động cơ bật này. Rồi, độ sáng khả năng mình sẽ cho cao lên một chút nữa, 95 đi thì mới nhìn rõ được, chứ con này màn hình vẫn là iPad LCD thôi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân xong. Đây vẫn là một sản phẩm độc lạ dành cho bạn nào mà thích nó không phải là... Ôi, có mặt thằng em ơi, có mặt thằng. Rồi. Đây. Kiểu để mua cho để trải nghiệm ấy. Con này khá hay. Ôi trời, xuống nước. Nhưng mà mình nói trước với các bạn là nó cũng không hề nhẹ đâu nha. Cầm con này xong đến lúc các bạn cầm iPhone 14 Pro Max hay là những sản phẩm nó ngang ngang kiểu đấy ấy, rất nhẹ. Khả năng vào khu vực công trường kia đông ấy. À, có xe xịn, có xe xịn. Có xe xịn. Ui. Đây anh em ơi. Đừng chạy bạn ơi. Ôi kìa. Cầm nặng quá mà khó chơi anh em ạ. Còn một thằng góc kia. Cái lý do mà Unihurt Luna nó có cái khung dày như thế phải chăng mình nghĩ là do cái bộ đèn đằng sau anh em. Chứ con này pin chỉ có 5000 thôi, chứ không có trâu bò giống như là con Unihurt tăng 2 đâu anh em. Tăng 1 pin cũng trâu hơn hai mấy nghìn mAh. Kinh thật. Em này thì cũng chỉ có một loa thôi, nên anh em nào mà thích kiểu giải trí nhạc bùng chắc ngon ấy thì không được nha.
Ok nhá. Hiện tại còn 78% pin, 22 phút này. Biểu độ FSCOD ở mức độ họa trung bình và 40 này. Thì cũng thẳng thôi anh em. Nói chung là giật lag thì mình chưa thấy thế nào nha. FPS trung bình 39,5. Rất xin lỗi các bạn bởi vì cái máy đo nhiệt độ của mình đang bị lỗi. Thành ra thì mình không có thể đo cho các bạn xem được. Nhưng tuy nhiên, theo như mình cảm nhận thì nhiệt độ nó chỉ rơi vào khoảng đâu đấy là 38 đến 39 độ C thôi các bạn. Và đây, về cái tần số chạm cảm ứng này, nó khoảng 111 các bạn nha. À, 111. Còn về cái mặt trải nghiệm chơi game thì mình thấy là chỉ ở mức cơ bản thôi, nó sẽ không phải là quá sướng đâu. Nhưng nhìn chung đây vẫn là một sản phẩm mà nó độc, nó lạ, dành cho bạn nào thích một sản phẩm nó kiểu kiểu như thế này, không phải là sản phẩm phổ thông giống như là Redmi Note 12 T Pro hay là Redmi Note 12 Pro chẳng hạn. Thì đây là một sản phẩm khá là hay ho, thú vị đúng không? Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Mức giá Unihot Luna rẻ nhất mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.